Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay xin test các sản phẩm karaoke chất lượng gửi tới các bác khách hàng. Thì hôm nay có một cấu hình bộ dàn karaoke. Thì cấu hình này rất đơn giản, gồm một đôi loa BMB 2000 và một chiếc âm ly Jaguar PA 203 hàng Komi các bác nhé. Thì hôm nay xin phép test cho bác Đạt, bác ở Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng. Đấy, bác lấy BMB 2000 Jaguar 203 mic dây. Bác đã chuyển khoản trước cho em là 500.000 và số tiền còn lại là bác thanh toán 600.000 cộng phí vận chuyển các bác nhé. Thì với bộ combo sản phẩm này thì em xin báo giá tới các bác để các bác có thể tham khảo. Một đôi loa BMB 2000 với giá 4.800.000 đồng, hàng loại 1 China anh em nhé, hàng loại 1 China và là hàng mới nguyên thùng xốp. Tiếp theo nó là một chiếc âm ly Jaguar 203 hàng Komi, hàng liên doanh Việt Nam với giá 1.500.000 đồng. Và khi bác nào mua kèm với combo này thì chiếc micro có dây kia nó chỉ có giá là 200.000 đồng. Đấy, tổng combo thiết bị này với giá là 6.500.000 đồng các bác nhá. Và bác đã đặt cọc chuyển khoản trước cho bên em là 500.000 đồng và số tiền còn lại bác phải thanh toán là 6 triệu đồng cộng với lại phí ship, phí vận chuyển nữa. Đấy, thì bộ cấu hình này thì chuyên để dùng cho các bác thích những các cái dòng loa nằm của BMB hoặc những bác nào thích tiếng echo ngon của dẻo của âm ly Jaguar 203. Mô hình này thì phục vụ các bác có thể nghe nhạc và karaoke nghêu ngao được thoải mái. Đấy, với cấu hình này thì rất rẻ, rất phù hợp với các anh em có giá tiền bình dân. Đấy. Và cũng test các sản phẩm này cho anh. Thì bây giờ có loa trực tiếp nha, các bác có thể nghe thấy 2 3 4 5 6 7. Đấy, còn loa trực tiếp trên chiếc âm ly Jaguar 203 và chiếc mic dây để test hàng của các bác đây. Thì các bác có thể nghe thấy được tiếng echo của nó hay như thế nào. Đấy, rất là mềm mượt các bạn nhé. Với những dòng âm ly Jaguar 203 này thì nó rất là nổi trội về tiếng echo rồi. Rất nổi trội về tiếng echo này rồi nên các bác có thể yên tâm và sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể nghe thấy tiếng bát của những dòng BMB 2000 đánh rất là lực và xuống rất là sâu các bác nhé. Đấy, đối với những dòng BMB 2000 rất là nổi tiếng rồi. Đấy, đánh bát thì cực kỳ là sâu rồi. Chiếc Jaguar 203 thì rất dễ để tinh chỉnh, rất dễ để tinh chỉnh và có thể để cho các bác có thể ngao nghêu hát karaoke đấy. Mà giá của bộ dàn này thì rất là bình dân thôi, giá bộ dàn này thì rất là bình dân với 6.500.000 đồng. 6.500.000 đồng các bác đã được combo bộ dàn rồi, giá cực kỳ là hợp lý cho anh em. Với 6.500.000 đồng thì có rất nhiều các bác có thể sở hữu cho mình được bộ cấu hình này, giá thì cực kỳ là rẻ. Với bộ dàn này thì tổng giá trị em xin nhắc lại với các bác là 6.500.000 đồng chưa gồm bao ship các bác nhé. 6.500.000 đồng chưa gồm bao ship. Đấy. Hôm qua con lên cấu hình này và bác đã nhìn thấy trên Facebook của em và bác đã gọi điện trực tiếp để bác chốt đơn hàng, chốt bộ cấu hình này. Đấy, gửi về Hải Phòng. Một bộ karaoke giá rẻ gửi về tới Hải Phòng để cho bác có thể karaoke. Thì có thể đi sâu vào các thiết bị cho các bác có thể nhìn thấy này. Những chiếc âm ly Jaguar 203 hàng Komi, nó là những chiếc Jaguar 203 hàng mới, tất cả đều là hàng mới nguyên thùng xốp các bác nhé, hàng mới nguyên thùng xốp. Đấy, nguyên thùng xốp. Và những đôi loa BMB 2000, những sản phẩm này nó là hàng loại 1 của China anh em nhé, hàng loại 1 của China, hàng mới nguyên thùng xốp, hàng loại 1. Với giá chỉ 4.800.000 đồng các bác đã sở hữu cho mình được một cặp loa rất là chất lượng. Âm ly thì với giá là 1.500.000 đồng. Đấy, khi đi mua cùng với combo này thì chiếc mic dây nó chỉ có giá là 200.000 thôi các bác nhé. 200.000 đồng các bác đã được combo rồi. Cực kỳ là rẻ và chất lượng đấy anh em. Đôi loa ngon, âm ly có thể dễ chỉnh và tiếng hát echo thì cực kỳ là mượt rồi. Quá là nổi tiếng trên thị trường rồi. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Các bác nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video bên em. Và xin cảm ơn bác Đạt đã tin tưởng và đặt cọc chuyển khoản trước cho bên em 500.000. Và bộ dàn này em sẽ gửi về cho bác qua bưu điện và bác chỉ thanh toán 6 triệu đồng cộng với phí vận chuyển thôi. Chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video lần sau. Một lần nữa xin cảm ơn bác Đạt ạ.